xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái video test cái máy cắt cỏ Nhật bãi Mazuyama. Mazuyama đây là hãng MB305. Máy dung tích là xin anh là 30cc nhé. Chiếc máy này thì được sử dụng cước đen gai và cái bát cước độ lại nhé. Đấy, nó như này. Đấy. Mình sẽ cắt cỏ để cho các bạn tham khảo. Thì để chuẩn bị bảo hộ lao động ấy thì chúng ta nên sử dụng cái đôi ủng cao su loại cao này và loại dày này. Sau đó là chúng ta mặc một cái vỏ bao này để cho khi đất cái cỏ nó bắn lên thì nó sẽ đỡ chui vào trong ủng, hoặc là đỡ bắn bẩn lên quần của chúng ta, vì nhiều loại cỏ nó có nhựa bắn vào quần thì nó khó giặt. Và chúng ta sử dụng kính bảo hộ nhá, một loại kính như này. Nếu như mà bác nào mà cẩn thận ấy thì là đeo một cái mũ nó có kính trùm hết mặt, nhưng mà đây thì là mình chỉ dùng chữ kính này thôi, nó đỡ nóng và đỡ hấp hơi. Sau đây mình sẽ test cắt cỏ cho các bạn tham khảo.